anh về thắp hương mẹ khá cho anh về thắp đấy, về đấy từ đầu tiên, anh về đấy từ đầu tiên, anh về phát bước ra cổng trại phát mười mấy 20 anh em anh sang bên Bắc Ninh luôn, chứ anh không chưa về nhà, với anh chăm nó đi. Ok bạn Trường Nguyễn, tí tôi trách bạn nhá, tôi đang live stream tôi chưa trách được, tí tôi trách cho bạn bạn nhá, tí tôi trách cho bạn. Mà anh em đã đi 82.000 đồng một chiếc đại bàng không anh còn em ơi, đại bàng còn em ạ, nhưng không đạt được bạn cứ nhắn tin đấy tí tôi trách bạn, bạn cứ nhắn tin trên đấy tí tôi trách bạn nhá. Mày cứ hỏi nhiều đấy UI nhỉ, mày cứ hỏi nhiều thế làm gì em, mình cứ hỏi nhiều làm gì đấy, anh đang bán hàng cứ hỏi cái vấn đề đó chính xác một tí, chính tông một tí, cứ hỏi linh ta linh tinh làm gì em. Đây giờ này giờ làm việc của anh không phải giờ yêu đương em nhá, thông cảm cho anh tí. Hỏi linh ta linh tinh, anh đang bán hàng tiếp bao nhiêu khách, mày cứ comment đến đây là nhiều là làm cái gì. Nào anh em đặt đi 82.000 đồng một chiếc anh em, 82.000 đồng một chiếc tai cho em này, đặt nhanh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Ok em, cảm ơn em nhá. Giờ trong trại thua thầy Huấn hoàn toàn, bình thường mình không hơn ai, mình không cần hơn ai đấy, mình không cần hơn ai, tại vì những gì mình có thể làm mình đều đã làm hết rồi, mình không bằng người ta, nhưng mà những gì mình đã phải làm cho nhau thì mình đã hoàn thành trách nhiệm tốt rồi. Mỗi người mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bản thân nhà mình còn chưa có gì, nhưng mình vì người anh em của mình như thế nó đã là được lắm rồi bạn. Bây giờ người ta có, người ta giúp thì đó là việc của người ta. Còn riêng với bản thân mình là nhà mình cũng chưa có, nhưng mình vì người ta như thế đã là hết sức rồi. Vì những người anh em của mình như thế nó cũng là quá tầm tay rồi. Chứ bây giờ đòi hỏi hơn thì cũng không có. Nói thẳng với em luôn, đòi hỏi hơn thì cũng không có. Kinh tế của mình nó cũng chỉ có giới hạn các bạn nhá. Kinh tế của mình có giới hạn. Đấy, thân mình còn cũng còn chưa lo xong, nhưng mình đã phải lo xong cho thân người khác rồi. Em hiểu chưa? Đấy, mình còn phải trách nhiệm với mình cơ. Đúng không? Được chưa? Đấy. Mình như thế với người ta đấy là quá quá ok rồi các bạn ạ. Nói thẳng với anh em luôn, bây giờ xã hội tôi nói thẳng luôn, cho nhau được vài trăm triệu nó khó lắm, nhưng mình đã vượt ngưỡng đấy rồi thì mình cũng chỉ có thế thôi. Mình cũng chỉ có thế thôi. Ngày mai tôi nói thẳng với anh em luôn, ngày mai tôi về tôi quê tôi cho anh em xem hoàn cảnh gia đình tôi luôn, được chưa? Cho anh em xem hoàn cảnh gia đình nhà tôi luôn. Vẫn cứ nhà một tầng rưỡi, được chưa? Đấy, vẫn cứ nhà một tầng rưỡi đấy, chưa có gì. Bố tôi thì ốm nằm liệt giường ở trên nhà, sinh ra trẻ mồ côi, làm gì đã có cái gì đâu. Bây giờ mình đã giúp nhau vì nhau như thế nó là quá đáng lắm rồi. Các bạn chẳng lẽ bây giờ tôi không có, các bạn lại ép tôi là phải cho người này người nọ vài tỷ à, ép tôi phải làm hoàn bằng được cái này cho người ta. Bây giờ tôi đã có cái gì đâu mà tôi, trong khi tôi chưa có gì tôi đã vì người ta. Bây giờ anh em cứ bảo là ép tôi phải như thế, tôi lấy đâu ra tiền đấy, ép tôi như thế thì bây giờ tôi lấy đâu có tiền. Những gì tôi đã làm tôi đã phải làm hết rồi, mà tôi làm cực kỳ xuất sắc rồi, đấy là cái trách nhiệm của tôi phải làm rồi. Bây giờ muốn tôi làm sao mà hơn lên được, làm sao đâu được, được chưa? Làm sao mà hơn được, các bạn phải hiểu hoàn cảnh của tôi. Khi các bạn phải nhập tâm vào hoàn cảnh của tôi đấy thì các bạn mới hiểu được tôi. Bây giờ các bạn chỉ nhìn vào cái bề ngoài, nhiều người ta bảo là tại sao mày không làm được, tôi nói thẳng các bạn luôn, những gì tôi đã có thể làm tôi đã làm hết rồi. Bây giờ bảo hơn nữa thì tôi chịu. Tôi cũng hơn nữa thì tôi cũng chịu. Sức khả năng của mình cũng chỉ có vậy. Con người của mình nó có giới hạn. Đấy. Còn ai nghĩ như nào thì nghĩ. Đấy, mai sau về tôi không muốn lôi cái nhà đấy ra làm cái cuộc nói chuyện. Tại vì sao? Nó quá là buồn. Anh em hiểu không? Nó quá là buồn. Đấy, nó quá là buồn. Bây giờ mình không thích lôi cái quan niệm đấy. Quan niệm của tôi bây giờ tôi không thích nữa. Bây giờ tôi, trình độ của tôi nó chỉ có thế thôi. Nha. Cái khả năng của tôi nó cũng chỉ có vậy, không cần phải nói nhiều, mình chỉ có thế thôi. Còn ai bây giờ chê trách tôi đấy là việc của các bạn đấy, việc của anh em đấy, quyền lợi của anh em. Còn đã chê trách rồi thì tôi đã bảo trình độ tôi như thế, đừng nói nhiều, đừng áp đặt tôi làm gì cả. Nó khổ quá, nó khổ, đau đầu của anh em, nó đau đầu. Nói anh em kết nghĩa mà mẹ chết không đến, ta không thể đến nổi, ta không thể đến nổi, chứ phải không phải là ta không đến, hiểu chưa? Ta không thể đến nổi, lúc đấy ta phải cũng phải đang chấp hành với nhà nước, mà ta không thể đến nổi, chấp hành cái quyết định những gì ta đã làm ra, hiểu chưa? Còn trước khi mà mẹ mất thì ta nói thẳng với mày luôn là tao đã khổ lắm rồi, tao cũng đã phải làm hết tất cả những mọi thứ để cho mẹ được hưởng quyền lợi tốt nhất rồi. Tao cũng không ngờ là cái trường hợp xấu nó xảy ra nhanh đến thế đâu, hiểu chưa? Mày biết cái lồn mà mày chê trách tao, mày biết cái gì mà mày chê trách tao là không đến mày là không hả? Mày phải đi đến tận nhà anh ấy mày hỏi xem là trước lúc mẹ mất
tao như thế nào với gia đình anh ý, 4 năm nay tao như thế nào, từ lúc anh Khải đi tao như thế nào, mà mày cứ phải biết cái đéo rồi mày cứ lên mạng mày đi sân si với tao làm gì. Mấy năm anh Khái đi gần 5 năm rồi, tao để mẹ tao mà khổ ngày nào không? Tao để mẹ tao thiếu thốn cái gì không? Mà mày biết cái gì mà mày cứ chỉ lên cái trên mạng những cái thằng hình ảnh mày cứ tưởng là nó ấy à? Mày về thẳng nhà anh Khái đấy, mày hỏi đi. Đấy, 4 năm qua, gần 5 năm qua, thằng nào ấy để mẹ làm khổ không? Mày biết cái đéo rồi mày cứ phải đi mày sân si, không ở nhà người ta, mày nói chuyện như kiểu ở nhà người ta ấy. Thành họ. Còn bây giờ là mình chỉ để cho người ta hiểu mình thôi. Mình để cho những người anh em, để cho gia đình hiểu mình thôi. Mày đã không biết đâu đuôi khi mày cứ ẳng cái lời gọi là những cái ngôn từ không hay. Hiểu chưa? Mày đéo cho anh em bố mày được nghìn nào.